Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong phần bài học trước các em đã được học về phần A Closer Look One. Và đối với phần A Closer Look One, các em đã được học một số từ vựng mô tả về các quốc gia và mô tả một số đặc điểm, địa điểm, con người ở một số quốc gia nói tiếng Anh. Bên cạnh đó, đối với phần phát âm pronunciation, các em đã được học cách nhấn âm đối với các từ có đuôi là ese và các từ có đuôi là double e. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần bài học liên quan đến A Closer Look Two. Và trong bài A Closer Look Two, bài học ngày hôm nay, các em sẽ được ôn tập về các thì hiện tại. Bên cạnh đó, bài học mới trong bài ngày hôm nay, các em cũng sẽ được học thì hiện tại đơn diễn tả, mang ý nghĩa diễn tả một lịch trình trong tương lai, một kế hoạch trong tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên Activity 1 trong phần mềm IC Books để ôn luyện về các thì liên quan đến hiện tại thông qua hoạt động đầu tiên Activity 1 nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên Activity 1 trong phần A Closer Look 2 để ôn tập các kiến thức liên quan đến các thì hiện tại. Grammar present tenses. Review 1. Complete the sentences with the correct forms of the verbs present simple, present continuous or present perfect. Đối với hoạt động đầu tiên này, các em sẽ hoàn thành các câu bên dưới với dạng đúng của động từ được cho. Và đối với các động từ này thì các em có thể sử dụng thì hiện tại đơn present simple, thì hiện tại tiếp diễn present continuous hoặc là thì hiện tại hoàn thành present perfect. Ví dụ như ở câu đầu tiên ta có nhà hát opera nổi tiếng đã như thế nào đó, như một trung tâm nghệ thuật kể từ năm 1973. Ở đây ta có động từ serve là phục vụ. Đối với trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành, bởi vì ở đây ta có since, giới từ since là kể từ. Đây là một giới từ để các em có thể nhận dạng được đây là thì hiện tại hoàn thành. Nhà hát này đã phục vụ kể từ năm 1973 và đến nay họ vẫn tiếp tục phục vụ. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành, has served. Hay như câu số 2, there are about 750 million English speakers in the world and this number fast. Có khoảng 750 triệu người nói tiếng Anh trên thế giới và con số này đang tăng lên nhanh chóng. Ở đây ta có động từ increase là tăng. Nó là một cái câu nói về sự việc, một sự việc đang diễn ra. Vì vậy chúng ta sẽ chia động từ này ở thì hiện tại tiếp diễn, đó là is increasing. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ đọc các câu còn lại và xem thử đối với nội dung của mỗi câu chúng ta sẽ điền các động từ ở thì nào thuộc thì các thì hiện tại vào vị trí trống sao cho phù hợp. Và sau khi hoàn thành xong, nhớ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, activity 2. 2. 4 of the underlying verbs in the passes are incorrect in tense. Fight and correct them. Ở hoạt động số 2, người ta cho các em biết là có 4 trong những động từ, 4 từ trong những động từ được gạch chân trong đoạn văn không đúng thì của nó không đúng. Và bây giờ các em sẽ tìm xem thử các từ được gạch chân nào là bị sai và sau đó các em sẽ chỉnh sửa lại chúng. Ta thấy ví dụ như ở câu đầu tiên, California is home to the most iconic theme park in the world, Disneyland. Đối với câu này, các em sẽ nhận thấy nó không có lỗi sai về thì trong câu này. Tuy nhiên, đối với câu số 2, ta thấy over 670 million people visited since it opened in 1955. Hơn 670 triệu người đến thăm nó kể từ khi nó mở ra vào năm 1955. Đối với việc đến thăm nó thì là một cái việc đã diễn ra và đến nay thì họ vẫn đến thăm. Vì vậy nó phải được chia ở thì hiện tại hoàn thành. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy ở đây có từ since, kể từ. Vì vậy chúng ta sẽ sửa vị trí số 2 này thành has visited.
Tương tự như vậy, các em cũng sẽ xem thử những từ gạch chân còn lại, từ nào là từ bị sai thì, và sau đó các em sẽ sửa chúng ở bên dưới. Đối với phần bài này, các em sau khi làm xong sẽ bấm nút Submit để kiểm tra xem thử liệu đáp án trả lời của mình đã đúng hay chưa. Và sau 3 lần các em Submit mà kết quả của các em vẫn sai thì các em có thể sử dụng nút Show Answers để tham khảo đáp án cho phần bài làm này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem phần lý thuyết liên quan đến cấu trúc mới mà chúng ta được học trong bài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ được học phần lý thuyết liên quan đến Present Simple for Future, thì hiện tại đơn mang nghĩa tương lai. Alright, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong hoạt động số 2, Activity 2, để ôn về các thì hiện tại, Present Tenses. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần lý thuyết bài học ngày hôm nay. Và với phần lý thuyết, trước khi bắt đầu với hoạt động 3 thì các em sẽ được học về lý thuyết liên quan đến Present Simple for the Future, thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai, diễn tả tương lai. Vậy thì này chúng ta sẽ sử dụng để diễn tả điều gì nhỉ? Chúng ta sẽ nói về các lịch trình, schedule, lịch trình, programs, các chương trình. Giống như là public transport, nói về lịch trình, lịch đi lại của các phương tiện giao thông công cộng, hay là lịch chiếu phim ở cinemas, ở rạp chiếu phim. Các em cùng xem ví dụ sau. Chuyến tàu đi đến Bristol rời đi vào lúc 11:15 từ cái ga số 4. Vậy thì trong trường hợp này, đây là một cái ví dụ liên quan đến lịch trình của tàu. Trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả ý của lịch trình hoặc là một cái chương trình nào đó trong tương lai, một kế hoạch đã được sắp đặt cụ thể, đã được lên kế hoạch. Các em hãy sử dụng thì hiện tại đơn để đưa ra, để sử dụng cho các lịch trình schedule và các chương trình programs nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động số 3, Activity 3 trong phần mềm IC Books để ôn tập về phần lý thuyết chúng ta vừa học liên quan đến thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai. Vậy là các em vừa hoàn thành xong phần lý thuyết liên quan đến thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động số 3, Activity 3 trong phần A Closer Look 2 để làm bài tập liên quan đến thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai này nhé. 3A. With the schedule and underline the verbs in the sentences describing the activities. Ở hoạt động số 3 này, các em sẽ đọc từ khóa biểu và gạch dưới những động từ trong câu miêu tả những hoạt động. Ta thấy ví dụ như ở dòng đầu tiên, the debating competition takes place in the main hall on April the 3rd. Cái cuộc thi tranh luận này được diễn ra ở tòa nhà chính vào ngày 3 tháng 4. Vậy thì đối với câu này, các em thấy động từ chính trong câu này đó chính là động từ takes. Các em sẽ đánh dấu gạch chân vào takes. Tương tự như vậy, các em sẽ xem thử câu bên dưới thì chúng ta sẽ có động từ chính là gì. Và sau khi hoàn thành xong, các em sẽ bấm nút Submit để xem thử liệu các em đã tìm đúng hai động từ chính trong hai câu này chưa nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng thực hiện hoạt động 3B, hoạt động 3B. B. Working groups. Discuss the questions. Ở hoạt động 3B, các em sẽ làm việc theo nhóm và thảo luận các câu hỏi. Number 1. What time do the sentences refer to? The present or the future? Cái thời gian mà người ta, các cái câu vừa rồi đề cập đến là thì ở thì hiện tại hay là nói về tương lai? Và câu hỏi thứ hai mà các em cần trả lời đó là what tense are the verbs in the sentences? Những động từ trong câu, các câu vừa rồi là ở thì nào? Đối với phần bài tập này, các em có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo đáp án đúng. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4. Use the verbs in the box in their correct forms to complete the sentences describing other activities in 3A. Ở hoạt động số 4, các em sẽ sử dụng những động từ trong khung ở dạng đúng của nó để hoàn thành các câu ở bên dưới. Và các câu này sẽ miêu tả những hoạt động mà chúng ta đã gặp ở trong phần 3A. Ví dụ như câu đầu tiên ta có the public speaking session at 11:15 and at 12:45 in room 6 Felix building.
Phần nói trước công chúng sẽ như thế nào đó vào lúc 11:15 và như thế nào vào lúc 12:45 ở phòng số 6, tòa nhà Reflex. Đối với trường hợp này, các em sẽ thấy chúng ta có thể điền vào hai vị trí trống này cặp động từ đó là start và last. Start và finish. Nó bắt đầu vào lúc 11:15 và kết thúc vào lúc 12:45. Và đối với phần này, chúng ta sẽ thấy là nó là một câu diễn tả lịch trình. Vì vậy, chúng ta sẽ chia động từ, hai động từ đã cho ở thì hiện tại đơn, miêu tả ý nghĩa về tương lai, miêu tả một lịch trình, một kế hoạch. Vì vậy, chúng ta sẽ thêm S hoặc ES vào phía sau các động từ này. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành các câu còn lại với các từ đã cho ở trong khung sao cho phù hợp với nội dung của câu. Và tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, Activity 5. 5. Make notes of some activities your school has planned for next week. Write 5 sentences about the activities using the simple present with a future meaning. Đối với hoạt động số 5 này, các em sẽ ghi chú vài hoạt động ở trường mà em đã lên kế hoạch cho tuần tới, mà em sẽ lên kế hoạch cho tuần tới, và các em sẽ viết 5 câu về hoạt động. Sử dụng thì hiện tại đơn với ý nghĩa tương lai để có thể viết được 5 câu này. Và đối với phần bài tập này, các em cũng có thể tham khảo bằng cách nhấn nút Show Answers ở bên dưới nhé. Well done, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong bài phần bài học của ngày hôm nay rồi. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta vừa thực hành trong bài ngày hôm nay và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học mới phần học tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you.